Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 213. Bây giờ bên trong đại kiện có người lập tức nhắc đến Sở Phong, không ngờ thiếu niên còn chưa đầy 15 tuổi kia lại kiên trì được lâu như vậy. Hơn nữa người ta còn có được huyết thống nhân vương trong truyền thuyết, không biết thực lực sẽ khiến người ta kinh ngạc tới cỡ nào. Ừ, Nhìn xem xem Trong những người còn lại Ai trở về cuối cùng Một lão già của đạo tộc cười nhẹ nhàng Lão cho rằng kim lân đạo tử Có thể kiên cường đến cuối cùng Dù sao thì có vật chất trần quý Đại sát khí thuộc tính kim Sau khi luyện ra một thuật pháp phản pháp Thì chỉ có nói là sức mạnh vô địch Đánh đầu tháng đó thôi Phía bên ngoài thần điện Của đại mộng tịnh thổ truyền đến tiếng chuông kêu vàng Thông báo sẽ có người quay trở lại vào ngày hôm nay trong lúc nhất thời đã dẫn đến sóng gió không nhỏ. Ai nấy đều nhao nhao vọt lên nhìn về phía ngoài đại điện. Là ai? Là ai tỉnh lại thế? Một số lão quái vật vội vàng hỏi. Ngô Luân hồi tỉnh rồi. Hồi quang quá khủng bố. Dường như là thiếu chút nữa đã đốt trụi nhục thân luôn. Chẳng qua hắn là rất có kinh nghiệm. Nhóm một cái đã khống chế rất tốt. Quang nhân không hổ là kỳ tài ngút trời mang huyết mạch của nhân vương. Có người cảm thán mà nói. <laughs> là ngô luân hồi tỉnh lại sao cũng coi như là không tồi có thể kiên trì đến bây giờ một lão già của thi tộc mở miệng nói một thân hắc y âm khí trùng trùng con người lấp láy loay lên ánh sáng vô cùng âm lãnh âm thanh như chuông vang không hề kiêm tốn một chút nào nói ra có người bên cạnh thấy vậy lập tức nhảy lên lấy lòng vẫn là thần tử của thi tộc mạnh hơn đến bây giờ vẫn còn chưa trở về <laughs> thần tử của tộc ta xác thực là anh kiệt bất phàm có tiềm chất trở thành thần trích lão giả thi tộc cười khẽ lại một lần nữa nhận xét ngô luân hồi mà nói thiếu niên ngô luân hồi kia cũng coi như không tồi rồi giờ phút này các trường lão của đạo tộc phật tộc cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý mà cười lớn bọn họ cho rằng chủ hồn của cường giả mạnh nhất trong tộc còn chưa có trở lại thì chính là có khả năng thắng đến cuối cùng mà ngôn luân hồi trung quy cũng chỉ có 14-15 tuổi mà thôi. Con trẻ tuổi quá, có thể đi đến bước này đã là rất giỏi rồi. Trường lão của Bạch Phụng Tộc híp mắt lên tiếng. Đúng thế, cho dù không tiến vào được ba vị trí đầu thì cũng có thể lọt vào 10 hạng đầu cho con gì. Trường lão của Hoàng Kim Thiên Chu Tộc cũng cười đáp. Trường lão của Đạo Tộc, Phật Tộc đều vô cùng bình tĩnh, cười nhưng không nói, chỉ yên lặng chờ kết quả. Sở phong thức tỉnh Hồn quang trở lại Tất cả đều rất thuận lợi Hắn mang theo cả ký ức mà quay về Lúc này nghe tới cuộc trò chuyện Của trường lão các tộc phía ngoài thần điện Sắc mặt sở phong không buồn không vui Chỉ ngâm xuống một câu Đại mộng ai sớm giác ngộ Bình sinh ta tự biết Thảo đường thụy thủy túc Ngoài cửa ngày chậm trôi Sở phong tỉnh dậy Vậy mà lại ngâm sướng Âm thanh trong trèo truyền ra bên ngoài đại điện Điều này khiến cả đám người liếc mắt nhìn nhau Luôn cảm thấy lời ngâm sướng của sở phong Mang theo ý nghĩa nào đó Nhưng lại không nói ra được Ây già chỉ là một thiếu niên mà thôi Lại có vô môn vô phái Có thể theo sát sau lưng Mấy vị thiên tài mạnh nhất Cũng đã không tồi rồi Cho dù không tiến vào hạng ba Nhưng kiên trì đến bước này Cũng coi là anh tài ngút trời Hẳn là bây giờ đang ra vẻ lão luyện đây Lão già của thi tộc Mang theo nụ cười nhạt mà bình xét hiện tại thi tộc của bọn họ đã có thể ngạo nghễ nhìn xuống các tộc dù sao thì diêm lạc nhà lão từ đầu đến cuối vẫn chưa có động tĩnh gì đâu vẫn chưa có trở về em là thực lực khi trở về sẽ cực kỳ kinh người đây ai mà không có tuổi niên thiếu chứ tự phụng một chút cũng là lẽ thường tình thôi thành tích của hắn cũng là xác thực ăn mừng lão quái vật của bạch phụng tộc cười nhẹ bộ dáng vô cùng siêu việt lão cho rằng chủ hồn của nhân tài các tộc chưa trở lại mới là càng mạnh hơn. Nhưng lão già của các tộc khác cũng mang theo vẻ cười cợt, điều bộ chắc chắn vô cùng, cho rằng tệ tử trong tộc của mình một khi đã vương giả trở về, đến lúc đó khẳng định sẽ oai phòng đến chói mắt. Tiếp đó có một đám người trẻ tuổi chờ ở nơi đây, chính là nhân tài kiệt xuất trước đó của các tộc đã sớm nhận được thiệp mời màu vàng. Lúc này cũng theo chân trưởng lão nhà mình đến đón thiên tài nam nữ trẻ tuổi trong tộc. Lúc này một đám người đang nghị luận sôi nổi. Bọn họ không giống như những nhân vật trưởng lão của các tộc. Không cần phải thận trọng để ý từng lời ăn tiếng nói. Bởi vậy mà cái gì cũng dám thể hiện ra. Có vài người đang nhận xét, xem xem người nào có thể kiên trì đến sau cùng, sau đó vương giả trở lại nào. Trì trì, vừa nãy ta nghe thấy ngô tuần hồi đang kêu tên của ngươi một thiếu nữ váy đen trong đó trều gạo Thiếu nữ áo trắng bên cạnh Nó là Ngô Luân Hồi đang nhắc đến cổ đấy Chú thích Trì trì Trong lời ngâm sướng của sở phong có câu Ngoài cửa ngày chậm trôi Nguyên bản là song ngoại nhật trì trì Bởi vậy thiếu nữ kia Mới trều sở phong Đã gọi tên cô bạn của cô Hết chú thích Làm gì phải nào có đâu Thiếu nữ áo trắng kia ngây ngô đáp vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy đứa tử xung quanh thấy bộ sáng của cô như vậy liền cười hì hì. Bầu không khí nhất thời ồn ào hẳn lên, hoạt bát vô cùng. À, đám người các người thật đáng ghét, nói lùng tùng cái gì đó. Hắn chỉ đang ngâm thơ mà thôi, các người thật quá đáng. Một đám thiên tài trẻ tuổi vô cùng sôi nổi mà nghị luận ở đó. Lại càng có nhiều người tụ họp lại với nhau, vừa uống rượu vừa tán gẫu chuyện này đối với bọn họ mà nói đều là mạng giao thiệp đang giao lưu với thanh niên tài giỏi của các tộc từ đó kéo gần quan hệ đồng thời nơi này cũng có không ít người đã đích thân thử luyện qua thế giới trong thần điện của đại mộng tịnh thổ cũng là người nhận được thiệp mời màu vàng chẳng qua đã bị loại trừ từ sớm trở thành nhóm người quay trở lại đầu tiên tuy đã khôi phục từ hơn nửa năm trước nhưng vẫn luôn đợi ở nơi đây muốn xem xem anh mới là người có thể kiên trì đến cùng Cuối cùng trở thành vương giả nơi đây Lý Húc Huynh Huynh thực sự không có ấn tượng gì sao Ở thế giới kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mà một chút ký ức cũng không có Phải biết là Huynh xếp trong hạng 20, 30 Trong thế hệ cường giả siêu cấp mạnh nhất vũ trụ Vậy mà cái gì cũng không nhớ ra được Lý Húc thần mặc áo giáp màu xanh Tướng mạo tuấn lãng Y đang cố sức hồi tưởng lại nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài bất kỳ ấn tượng gì cũng đều không có không khí trong thần điện nghiêm túc vô cùng không cho phép người khác tiến gần chỉ có vài lão quái vật của đại mộng tịnh thổ trông coi sau khi sở phong tỉnh lại thì quả thực giống như lọt vào trong tiên lô toàn thân bị thiêu đốt đến phòng lên nóng không thể chịu được hắn có cảm giác bản thân cũng sắp bị ngọn lửa thiêu rụi đến nơi lúc này huyết khí của sở phong lại tỏa ra từng sợi từng sợi năng lượng tinh thần vô cùng khủng bố hơn nữa còn trộn lẫn cả dương khí nhanh chóng thiêu cháy chân thân của hắn nếu như là thân thể bình thường thì căn bản không thể chịu nổi loại hồn quang chói lóa kia của sở phong hồn quang của hắn mạnh hơn rất nhiều so với khi hai người tần lạc âm anh vô địch quay trở lại bởi lẽ trong lúc mơ hồ thì hồn quang của hắn đã hợp làm một với trật tự phủ văn điều này khiến mấy lão quái vật của đại mộng tịnh thổ phải hít ngược một hơi khí lạnh cảm thấy chấn động không tưởng không ngờ được thiếu niên mười mấy tuổi này lại có thể đến gần lĩnh vực á thánh tuy lúc đều có khả năng đột phá tuy rằng sở phong chuẩn bị rất đầy đủ nhưng cuối cùng chỉ đem hồn quang rót vào thân thể một phần còn đại bộ phận đều ở bên ngoài cơ thể không dám tiến vào bởi vì năng lượng tinh thần của hắn quá mạnh dường khi ẩn chứa trong đó quá bá đạo, siêu việt hơn người khác rất nhiều. Cho dù lúc này hắn có chảy trong mình huyết dịch nhân vương thì cũng không thể chịu được. Một tiếng keng vang lên, sợ phong cuối cùng cũng tạm thời đem hơn nửa hồn quang còn dư lại, hóa thành một thanh kiếm thai đeo ở sau lưng, cũng không có gì là quá bất ngờ. Thì những mấy lão già hỏa thủ hộ của đại mộng tịnh thổ lại thấy rõ, cả đám đều kinh ngạc không nói nên lời phụ nội đó, đem hồn quang cô đọng thành binh khí, điệu thấp mà xa hoa, lại còn đeo ở sau lưng ruột cuộc tiểu tử kia mạnh đến đường nào chẳng trách lại tự phụ ngâm thơ thực sự là không lường được một trong số những lão quái vật nhỏ giọng nói sau khi hồn quang của sở phong ổn định lại trong đại điện đều là hừng hực khí nóng bị hồn quang kiếm thai chiếu sáng và thiếu đốt đến độ sáng như ban ngày Sở phong giống như một vầng thái dương Sừng sững ngồi xếp bằng ở nơi đó Lúc này sở phong đang dò xét bốn phía Trông thấy mấy đạo nhân đang quan sát hắn Có người mang theo nụ cười hòa ái Cũng có người dáng vẻ bất thiện Hắn nhìn nhìn một chút liền phát hiện vị trí của ánh trích tiên Và tần lạc âm bên cạnh hắn Đã trống rỗng Nguyên nhân khiến một vị lão bà Của đại vọng tịnh thổ Không có thái độ thân thiện với hắn Chủ yếu là bởi trước đó đã phát hiện ra thiếu niên kia thế mà lại dám chen vào vị trí giữa thần lạc âm và anh trích tiên dáng vẻ có chút thân mật ngô luân hồi người có nhớ đã trải qua những gì trong thế giới kia không một đạo đầu tử vô cùng hòa ái và hỏi thăm sở phong mang theo ký ức mà trở lại tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống này sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt giống như đang suy tư kết quả một hỏi ba không biết Hắn yên lặng nhìn thoáng qua đám người vẫn đang còn động tĩnh. diềm lạc là Thế Vinh đang ngồi yên ở đó. Quả thực chính là không nhúc nhích một tí nào. Giống như xác chết vậy. Bất cứ phản ứng gì cũng không có. Còn năm người đại diện chiến thể từ hạ Đạo Thân, Hộ Pháp Kim Cường Thích Vũ thì đều giống như người suy tư. Ở chỗ đó mà cao mày, nâng cằm, một lời cũng không phát ra. dáng vẻ mười phần nghiêm túc, đang nghiên cứu cái gì đó Ngoài ra đám người thích Hoàng Kim tân Hoàng Kim Thiên Chu, bởi vì hồn quang trở về nhiều hơn nên đều ngồi xếp bằng điều dưỡng huyết khí, khổ sở suy nghĩ điều gì đó. Trong lòng sở phong đã lường trước được cảnh tượng này, hiểu rõ mọi tình huống. Nhưng người kia không phải là bị hắn phế bỏ, mà là bị hắn giết chết. Bên ngoài thần điện có rất nhiều người đang mong ngóng, đều muốn biết trạng thái hiện tại của ngô luân hồi. Một tiếng chuông thanh thúy lại vang lên, không khí nhất thời đều yên ắng cửa điện đều mở ra có người muốn đi ra ngoài à đi ra rồi đi đi qua đó xem xem lúc này tình hình của ngô luân hồi đến tột cùng là thế nào đây chính là một trong mấy thiên tài trở về tương đối muộn đấy cả năm người trẻ tuổi đều đứng dậy chèn chúc tiến lên phía trước chặn đứng lối ra trước cửa thần điện trên thực tế một đám lão già cũng gấp đến đứng ngồi không yên không thể vào trì trấn định. Tất cả đều đã đứng dậy mà nhìn về phía trước, nhào nhào tiến đến, muốn xem thử Ngô Tuân hồi lúc này mạnh nhường nào. Sở phong đi ra, quanh thần phát ra tiếng xoẹt xoẹt rung động. Đó chính là huyết khí đang bốc hơi. Âm khí bị trục xuất ra khỏi cơ thể, lập tức bị hồn quang thiêu cháy. Thay vào đó chính là dương khí cuồn cuộn. Đáng sợ nhất chính là, hồn quang của hắn xuyên thấu cơ thể mà phát sáng, quá rực rỡ gần như đã chiếu thấu cả nhục thân, dương khí dồi dào dày đặc. Ây ui, chịu không nổi, ta sắp bị thiêu cháy rồi. Ngô tuần hồi kia rốt cuộc, làm sao chịu nổi chứ? Ta đứng cách xa như vậy mà con sắp bị đốt phỏng người rồi. Trên thực tế, một người thanh niên đứng gần đó nhanh chóng dập ánh lửa dương khí trên người. vẻ mặt kinh sợ vô cùng, không ngừng lùi lại phía sau. Hắn không muốn tiếp tục bị bén lửa. Mọi người đều hoảng sợ ngôn luân hồi này quả thực quá lợi hại hồn quang có thể mạnh đến cỡ nào không hồn là huyết thống nhân vương nhục thân lại có khả năng chịu đựng được đặc biệt là rất nhiều người đều trông thấy sở phong đeo kiếm thai trên lưng thứ kia chính là đại sát khí do dường khí ngừng tụ mà thành hồn quang chiếu xạ quả thực có khả năng thuấn sát tinh thần của tất cả mọi người không đơn giản ngôn luân hồi còn mạnh hơn so với những người trở về lúc trước một lão đầu tử lên tiếng sợ phong cười nhẹ cần đâu trao hỏi với tất cả mọi người dáng vẻ nho nhã lễ độ cực kỳ trên thực tế là do hắn có chút chột giả bởi lẽ hắn đã giết gọn một số thần tử ở trong mảnh thế giới kia đồng thời hắn còn đem một số người đánh đến ngốc đi chỉ thả lại tàn hồn của một bộ phận cơ thể để chúng quay trở về lúc này đối mặt với mấy lão trưởng bối của bọn họ hắn đều một mặt tươi cười người trẻ tuổi, người rất không tồi. Không biết có từng nhìn thấy biểu hiện của kỳ tân di nhà ta ở thế giới kia không? Lão già của thị tộc lại tiến lên, cất tiếng nói. Sợ phong khe thấy câu này, tiêu chút nữa đã đánh một quyền vào mặt của lão. Hắn là kẻ thù của thi tộc, chẳng lẽ lão quay vật kiên nhận ra điều gì? Thế nhưng hắn rất trầm ổn không hề động thủ. Trong chốc lát, hắn đã suy nghĩ ra Lão già kia không phải là không cảm giác được cái gì Mà chính là đang tỏ ra thâm trầm trước mặt hắn Cố ý bày ra dáng vẻ siêu việt Biểu thị rằng diêm lạc của nhà lão Còn chưa có trở về đâu Khá mới là mạnh nhất Trong chớp mắt Sở phong đã bình tĩnh Lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết không nhớ Bình thường mà nói Có quỷ mới nhớ được những chuyện trong thế giới kia đấy Sau đó thì sở phong đều lướt qua Rời khỏi cái lão giả đang bám riết lấy kia nhưng đột nhiên lại quay người trở lại tươi cười rạng rỡ mà nói tiền bối thi tộc cảm tạ ngài đã chúc phúc cho ta chứ có điều nếu lão nhân ngài đã xem trọng ta như thế vậy thì hãy cho ta mượn một chút linh dược đi nhục thân của ta chịu không nổi cần đại dược để bế quan đấy Ra mặt này quả nhiên là dày siêu cấp dày đến độ không ai so sánh nổi tiểu đạo sĩ âm thầm lên tiếng phát hiện lão cha nhà gã quả nhiên không có phúc hậu sau khi giết chết diềm lạc còn ngỏ lời mượn linh dược của trưởng bối nhà người ta chỉ có điều trước mắt bao nhiêu người thiếu niên tiềm năng ngời ngời đã mở miệng rồi chẳng lẽ lại keo kiệt không cho này thì không hợp lý rồi sau đó lão già điền cắn trăng lấy ra một hộp ngọc bên trong có một gốc dược già điền đại rất lớn tặng cho sở phong cảm ơn tiền bối ôi chào quý hóa quá sở phong thi lễ cũng không chê ít, cứ như thế liền nhận lấy. Ngô tiểu huynh đệ quả thực tuổi trẻ tài cao, tiền đồ nhất định sáng lạng. Một số người nhao nhao lên tiếng khen ngợi. Sợ phong lập tức nhè răng ra mà cười một tiếng, hàm răng trắng bóc đều đặn, nhỏ nhã lễ độ hướng người ta mượn đại dược. Còn chưa thấy qua tên nào táo bạo đến không biết xấu hổ như vậy đâu nhá. Một cái đám lão ra hỏa đều đau cả răng. Nào có cái tên thiếu niên như vậy trực tiếp đòi dược giữa ban ngày à? Mấy người phía sau lập tức không dám tiến đến chào hỏi nữa, sợ bị hắn mượn dược. Nhưng mà sau khi sở phong mượn xong ở chỗ này, liền chủ động chạy đến chỗ bọn họ, tiến vào giữa một đám lão đầu. Miệng nhỏ gọi đến, mọt vô cùng. Này một vị tiền bối, kìa hai vị tiền bối, ai ai cũng không thoát khỏi số phận. Vẫn xin tiền bối đạo tộc giúp đỡ, ta và Kim Lân vô cùng ăn ý, ngay phải giúp ta một tay thôi a di đà phật lão nhân gia phật tộc vào năm trăm năm trước đã khẳng định chúng ta là người một nhà ta tin tưởng luân hồi chuyển thế năm đó ta chắc chắn là một vị chân phật ngài nhất định phải giúp ta bạch phụng tộc lão bá ê cha lại đây nào miệng sở phong không hề rảnh rỗi liến thoáng không ngừng một đường đi đến hễ gặp ai là sẽ yêu cầu thiên địa linh trần nó là để điều dưỡng thân thể nếu không hắn đều sắp bị đốt cháy đến nơi ngay cả kẻ thù lớn cũng không tránh khỏi được việc này Sắc mặt của những người kia đều đen xì Bị hắn nắm mũi dắt đi Cuối cùng cũng nhận lời chào hỏi của người ta rồi Ít nhiều cũng đưa cho hắn một chút đồ vật linh túy Đạo hữu Vòng xoáy trong thần địa của đại mộng tịnh thổ Đến lúc nào mới đóng lại Có thể thôi diễn đi một chút không Mọi người thắc mắc hỏi Đã cấp đến độ đợi không nổi nữa Lão bà của đại mộng tịnh thổ cười mà nói Vòng xoáy đang thu nhỏ lại, giống như chúng ta suy đoán, có khả năng sẽ lập tức khép lại. Ta nghĩ mấy người cuối cùng cũng sắp quay trở ra rồi. Vậy thì thật không thể tốt hơn. Có người gật đầu nói. Bất luận là thi tộc hay đạo tộc, phật tộc hay là bạch phụng tộc, hoàng kim thiên chu tộc, tất cả đều tràn đầy mong chờ, muốn chứng kiến cảnh tượng vương giả trở về cuối cùng. Đây là ngô luân hồi, quá trẻ tuổi, cũng thật là tuấn tú, còn đẹp hơn cả nữ hài tử đấy. Hơn nữa tu vi lại mạnh như vậy, đều là trở lại muộn như đám người anh vô địch và nguyên thế thành, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, quá thần kỳ rồi. Gần đó có không ít thành điền đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn chăm chăm vào sở phong. Mê trai ít thôi, người cũng phải muốn tiến tới hay không hả? Kết bạn với hắn sao? Một nữ tử khác trêu chọc đồng bạn. Được rồi, hồn quang của hắn mạnh như thế, nếu ta dám đi qua, chỉ sợ sẽ bị bén lửa mất. Vẫn nên chờ hắn biết quan xong rồi hãy nói Những đời sở phong đi qua Người trẻ tuổi đều chủ động nhường đường Tuy trong bọn họ đều rất muốn tiến đến Chào hỏi kết giao với hắn Thế nhưng lại không chịu đổi dường khí của hắn Sở phong ngẩng đầu Nhìn về phía tần lạc âm Đang ở phía xa xa quan sát hắn Quả thực chính là mắt ngọc mày ngài Phong hoạt tuyệt đại Phong phạm của nữ thần không giảm chút nào Ngược lại còn siêu phàm hơn Nàng ấy còn nhớ mình không nhỉ sở phong không biết lúc này bọn hắn đã không phải là quan hệ quen biết cũng không thể liên tiếng chào hỏi chẳng qua thì kết quả sau cùng đã rõ hắn mới là người cuối cùng quay trở lại là vương giả trở về chân chính không biết đại mộng tỉnh thổ có cho hắn cơ hội làm đạo lữ của tần lạc âm hay không sở phong tiến về phía trước liếc mắt nhìn thấy ánh trích tiên nàng ta vẫn là bạch y tựa như tuyết mơ ảo suốt trần giống như tiên tử quảng hàn tay áo khẽ lay động Sở phong mỉm cười gật đật đầu với nàng ta Nhưng cũng không có cách nào chủ động tiếp cận Hắn phải đi bế quan Thời gian có thể nói rất gấp rút Sở phong cần lập tức bế quan để thăng cao nhục thể Nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn Chỉ có điều hắn cũng không lo lắng nhiều lắm Bởi lẽ thứ tốt trên người hắn cũng không ít Lén mang về rất nhiều thứ Thành công qua mắt mấy người trông coi thần điện của đại mộng tịnh thổ À, không cần thời gian quá dài Thời gian mấy ngày như vậy hẳn là đủ rồi Ta chắc chắn sẽ rất nhanh trị khỏi nhục thân Hợp nhất tinh thần và máu thịt làm một Đạt được trạng thái mạnh nhất Đại mộng tĩnh thổ đã sớm chuẩn bị xong xuôi Động phủ bế quan cho những nhân tài kia từ lâu Tuy thời đều có thể đi bế quan Khi sở phong đi bế quan Thì một toàn động phủ nào đó đã mở ra Hơn nửa năm Âu Dương Phong cuối cùng cũng xuất quan Cơ thể khỏe mạnh không vấn đề Lão hữu, người lại trong thần điện nhìn một chút đi. Kỳ lân di tộc ta có phải là sắp tỉnh rồi hay không? Một số lão quái vật đã đợi không nổi nữa rồi, đều nóng lòng muốn trông thấy đệ tử cưng tộc mình trở về, trình diễn một màn vương giả trở về. Một vị lão bà của đại mộng tỉnh thổ gật đầu nói, Tốt, đừng đóng vội, ta đoán mấy người bọn họ sắp quay về rồi, ta đi xem thử một chút xem thế nào. <laughs> lão bằng hữu không cần gấp, cơm ngon không sợ buồn, không lâu nữa liền có thể chứng kiến trần chính vương giả trở lại rồi lão giả của đạo tộc cười khẽ nói lão có lòng tin cho rằng đạo tử trong tộc có thể quật khởi trở thành người mạnh nhất quay trở về trên thực tế người của phật tộc cũng rất tự tin cười nhạt mà nói không vội lập tức có thể trông thấy bọn họ thôi giờ khắc này tình hình bên trong tại mộng tịnh thổ không khác gì gió nổi mây vần khắp nơi đều đang quan sát theo dõi rất nhiều các bình đài đều đang phát những tin tức mới nhất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bất luận là bình đài nguyên thú hay là bình đài hắc huyết, hoặc là những bình đài khác, tất cả đều có người đặc trách đóng quân ở đây để thông báo những tiến triển mới nhất cho vạn tộc trong vũ trụ tinh không. Điều này đã nhận được sự cho phép của Đại Mộng Tịnh Thổ. Bởi lẽ sự kiện lần này quá lớn, ngay cả ban tổ chức còn có chút hồi hộp lo lắng. Suy cho cùng, thì nó đã kéo dài cả một năm vẫn chưa kết thúc mà mấy lão quái vật của đại mộng tịnh thổ cũng công khai tất cả tình huống để mọi người nhìn rõ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì các tộc cũng không thể trách bọn họ tìm bọn họ gây sự tin mới tin mới đây ngô luân hồi người mang trong mình huyết thống nhân vương đã oai hùng trở về hồn quang bá đạo vô cùng ngay cả những nhân vật lão bối đều cảm thấy kinh sợ có cảm giác bị áp chế có lẽ mọi người vẫn chưa rõ huyết thống nhân vương là gì. Năm đó, ở thời đại vô cùng, vô cùng cổ xưa trước kia, nhân tộc xuất hiện vài vị vương. Bọn họ đã cùng nhau hợp tác, gần như đã trấn áp được chư thiên vạn tộc, danh xưng là nhân vương, cũng từ đó xuất hiện. San bằng khắp nơi, rất nhiều thần cầm ma thú, thậm chí cả thể chất giả của các nơi đều không thể tranh phong. Không hề nghi ngờ, việc ngô luân hồi trở lại đã dẫn đến sóng to gió lớn mọi người lại càng thêm chú ý những nhân vật còn chưa có trở lại đại bộng tịnh thổ. Khiến cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem xem ai là vương giả cuối cùng nào. Mọi người ở khắp các nơi trong vũ trụ đều bị khơi dậy cảm xúc. Lập tức hưng phấn bừng bừng mà theo dõi từng diễn biến của đại bộng tịnh thổ. Bởi vì mấy lão quái vật trồng còi đại bộng tịnh thổ đã đưa ra dự đoán, thử nghiệm sắp khép lại. Và người cuối cùng cũng sắp quay trở lại rồi đừng nói là trong vũ trụ tinh hải, ngay cả tiến hóa giả trên địa cầu cũng đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động, không biết có thể chứng kiến cảnh thành thế lớn nhường nào. Một đám đại yêu của đội bất diệt thì lại càng không cần phải nói, tất cả đều biết tổng chuyện gì đã xảy ra. Bình đại hắc huyết làm phỏng đoán bước đầu, đoán rằng vật tộc thích hoành có thể là người chiến thắng cuối cùng. dù sao thì thực lực của người ta cũng quá mạnh, hồn quang vô song trải qua trăm năm ngộ đạo hắn là sẽ càng thêm siêu việt một số người có tiếng của bình đài nguyền thú thì lại cho rằng kim lần đạo tử mới là nắm phần thắng lớn không những có kỳ trần thiền địa mà còn có một thuật phá phản pháp những người khác làm sao mà so sánh bằng trong lúc nhất thời rất nhiều bình đài trong thiên hạ đều lão ầm ý cả lên xôn đổi dự đoán ai mới là vương giả cuối cùng các phe đối đầu cạnh tranh không ngớt đừng có cãi nhau nữa các người thật là ấu trĩ Không nhìn thấy tin tức mới nhất hả Trước mắt chỉ có thần tử của thi tộc Là chưa có động tĩnh gì thôi Những người khác đều có tàn hồn trở về rồi Thích hoành hay kim lân Trong miệng các người cũng đều như thế Vương giả chân chính là ai Còn phải hỏi sao Trong thi tộc Có người cao ngạo đứng lên phát ngôn Trong nháy mắt đè bẹp khí thế Của không ít người Tất nhiên cũng có người không phục Lập tức lôi ra ví dụ cao thủ trẻ tuổi số một của Phật tộc. Vào sáu vạn năm trước, vị cao thủ kia cũng là tàn hồn trở lại trước. Mãi sau đó chủ hồn mới trở về, nhưng vẫn có thể áp chế các cao thủ khác như thường. Nực cười, các người tranh cãi cái gì chứ? Ai nói chỉ có người của thi tộc là hoàn hảo, vẫn chưa có quay về. Sứ giả trong hỗn độn của thiên thần tộc ta là Thế Vinh cũng chưa có động tĩnh gì đâu này. Thiên thần tộc mở miệng, dáng vẻ bình chân như vậy, Mặc dù người thiên thần tộc của vũ trụ âm gian đã sớm bị loại ngay từ vòng đầu, nhưng vẫn một bực coi La Thế Vinh thành tộc nhân của mình, bởi vậy vẫn tự phụ như trước. Có người nghe gã thiên thần tộc kia nói vậy, liền biểu môi. Người của thiên thần tộc trong vũ trụ âm gian đều bị người ta đánh đến tàn phế luôn rồi. Sau khi rớt khỏi mười thứ hạng đâu, vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy á? Ây già, đáng tiếc sở ma vương không có đi lịch luyện, nếu không thì hắn cũng có thể tranh hùng, còn có khả năng trở thành người chiến thắng sau cung, vương giả trở về. Một số người nhắc đến chuyện này đều nhao nhao, tỏ ra tiếc nuối, đáng tiếc thay cho sở phong. Trải qua chiến dịch này thì sở phong cũng xem là lạc hậu rồi, chắc chắn không còn cách nào tranh phong với đám người anh vô địch, kim lân, diêm lạc cũng là thế vinh nữa. Bởi lẽ hắn thiếu mất trăm năm tích lũy, chỉ sợ đã không còn là đối thủ của những người kia. <laughs> Ta càng nghĩ càng thấy tức cười nha. Ma đầu sở phong trùng quỳ vẫn rơi vào hoàn cảnh tai không bằng người. Cũng không còn bản lĩnh gây họa cho thiên tai của các tộc nữa rồi. Không sai. Lần này ma đầu sở phong xem như đã triệt để bị hất cẳng ra khỏi bảng thiên tài đỉnh cấp của vũ trụ. Không làm nên trò trống gì nữa. Có người tiếc hận. Tất nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng lần này sở phong xong đời rồi bởi sở phong không có trải qua chiến dịch này, không có khả năng thu được đại cơ duyên. Vì thế cạnh tranh không nổi với nhóm thiên tài mạnh nhất vũ trụ nữa. Các người chưa có đắc trí, coi chừng thứ gọi là thiên tri kiêu tử của tộc mình, sau khi đụng trúng sở ba đầu, liền bị hắn đánh cho than phế, đánh thành đầu heo đầu chó, đánh cho chạy trối chết đấy. Một số người không phục, bên tay sở phòng cãi lý. Đồng thời cũng có người thực sự cảm thấy tiếc nuối cho hắn cho rằng sở phong quá nửa là đang lạc hậu hơn người ta. Sở phong à, hắn cũng đừng bơ nghĩ nhiều, chắc vào đại mộng tỉnh thổ ta còn muốn quật khởi hả? Tối <laughs> thiểu cũng đừng có trông cậy đời này của hắn, có thể xếp hạng trong những thứ hạng cao nhất. Con người của đại mộng tịnh thổ hùng hằng đáp trả, giọng điệu lạnh như băng, không có ai ra gì. Một đám đại yêu trên địa cầu lại càng không gấp. Kể từ sau khi Ngô Luân Hồi trở về thì bọn họ đã triệt để yên tâm rồi. Con à con à, thực là chồng mỏng đấy. Chờ huynh đệ sở phong đi ra từ đại mộng tịnh thổ. Cuối cùng trước khi đi, con cưới luôn cả tần lạc âm. Đến lúc đó, để xem xem mặt mũi của đại mộng tịnh thổ bay đi xó xỉnh nào. Cả một đám người đều đang oán niệm, bởi vì đại mộng tịnh thổ quá kiêu ngạo. Trước đây còn không đưa thiệp mời cho sở phong đấy. Khắp chốn vũ trụ đều đang sôi nổi nghị luận người người đều dán mắt theo dõi tình hình bên trong đại mộng tịnh thổ. Ai nấy đều háo hức chờ mong xem xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Mà bên trong đại mộng tịnh thổ, nơi mọi chuyện xảy ra, trong từng ngọn núi tú lệ và động phủ đình khí bốc lên dày đặc, thần thụ linh dược đều tỏa ra hương thơm đặc biệt. Tuy hôm nay cảnh sát vẫn ôn hòa, nhưng thế lực các nơi lại vô cùng căng thẳng. Bọn họ đang theo dõi kết quả cuối cùng nhân vật lạm bối của các tộc đến đây không ít đều đang trông mong khoảnh khắc kỳ lần nhì nhà mình mạnh mẽ trở lại vào phút cuối một đám quái vật chẳng lẽ có thể kiên trì lâu hơn cả ta và ngôn luân hồi trở lại càng muộn hơn âu dương phong đang tàn bộ trong đại mộng tĩnh thổ trên lưng có một cái mai rùa màu đen chân thì bước theo kiểu thiên nga hai mắt tỉ hí nhìn người chỉ kém chút nữa là phun nước miếng đầy đất dáng phải mười phần không phục mười phần không cam lòng bởi lẽ nó trung quy vẫn không thể giữ lại ký ức nếu không thì cũng không khó chịu tới như vậy mau nhìn đi nhi tử của quân đa xuất quan rồi thật là lợi hại hồn quang nội liễm khí huyết ngang tàng không hồn đã bá thần thể người có song trọng thể chất quân đạt thánh nhân đường tuổi già mới có được một mụn con thực sự có người kế nghiệp rồi đáng tiếc ngày ấy vẫn còn ở trong vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn đến nay cũng chưa trở về nếu như biết được con trai mình có thành tựu như thế, nhất định sẽ mừng rớt nước mắt. u là trời, cái khí gì vậy? Ông Dương Phong nghe xong liền trừng ra gương mặt đen sì, nện từng bước thiên nga mà đi qua những người kia. Một câu cũng không thèm nói. Nếu như không phải là đợi sở phòng, thì nó thực sự muốn ra tay dạy dỗ mấy tiến hóa giả kia cách làm người, sau đó trực tiếp giết ra đại mộng tịnh thổ. Lúc này sở phong đang trong thời khắc nước sôi lửa bỏng. Hắn đang điều trị nhục thể, vận chuyển hô hấp pháp, khiến âm khí quanh người bốc hơi, phát ra âm thanh roạt roạt. Huyết khí từ trong suốt chuyển sang sáng chói, chiếu rọi cả toàn động phủ. Sau khi đơn giản dò xét tình huống của bản thân, sở phong chậm rãi mở mắt, đồng thời cũng dừng hô hấp lại. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận bố trí. Những trường vực tinh vi ở nơi này để động phủ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hắn sợ có người nhìn trộm. Bởi vì hắn có không ít đồ vật không thể đưa ra ánh sáng. Lúc này sở phong đã trở thành đại tông sư trường vực. Nếu đã thực sự bố trí trường vực thì không mấy người có thể nhìn thấu. Vì thế hắn khá an tâm về độ bảo mật an toàn. Không đâu sau, trật tự phủ văn của nơi này liền sáng lên. Các loại ký hiệu chỉ chít như bầu trời đầy sao Lúc này sở phong mới thở vào một hơi Chỉ để yên tâm Hắn đặt xuống các loại linh dược Đã mượn được từ mấy trường lão của các tộc Phòng chừng có cả đống lớn Thế nhưng những thứ này Lại không tài nào sánh được Với đồ vật trên người của hắn Sở phong đã từng liều chết Đưa tiểu chú tước về vùng đất đọa lạc Từng ở nơi đó trị thương Tiểu Hảo mất một giọt thần dược Mà trong hành trình lần trước Lão chủ tước lại tặng nhiều thêm Cho hắn mấy giọt để hắn mang về ngoài ra còn có máu chu tước hắn vốn dĩ muốn màng lồng vũ cùng máu của tiểu chu tước để làm thí nghiệm xem xem sau khi quay về lần này có thể bảo tồn không hư hại hay không chưa từng nghĩ tới lão chu tước ở thời khắc sống còn lại tặng hắn một chút máu khiến hắn thành công thử nghiệm vòng xoáy màu đen kia đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào khi xông ra từ trong vòng xoáy sợ phong đã dùng hồn quang bao lấy những đồ vật này trong nháy mắt tiến nhập nhục thân thành công qua mắt mấy lão quái vật kìm thần của đại mộng tịnh thổ không bị bọn họ phát hiện bí mật lúc này sở phong đều lấy ra toàn bộ lồng vụ phẩm báo của tiểu chủ tước chịu ăn mòn nhẹ có ảnh hưởng nhất định thực muốn đem đó quay lại thời khắc nguy nan sinh tử nhưng mà thần huyết của lão chủ tước không hư hao gì trong tay của sở phong là thủy tình phong ấn thần huyết chủ tước nó đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa đỏ tươi mà diễm lệ rằng rắc một tiếng sợ phong điền cỡ bỏ phong ấn kết quả là cả động phủ đều bị màu đỏ diễm lệ mảnh trướng lan tỏa chiếu rọi trói mắt vô cùng tạ ơn chu tước tiền bối vốn chỉ là dùng để thí nghiệm nhưng hiện tại đã giúp ta khôi phục hoàn toàn nhục thân có thể tẩy sạch âm khí trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đồng thời khiến nhục thân mạnh lên một bậc khăm đời trong động phủ đều là màu đỏ rực rỡ mỗi giọt máu tản ra đều hóa thành một chùm hỏa diễm màu đỏ bao bọc lấy thân thể của sở phong tiến hành rèn luyện và đốt cháy đây chính là thần huyết của chủ tước loài sinh vật trời sinh mang trong mình thuộc tính trí dương mang theo bên người có thể đốt trụi năng lượng thần diễm của chư thiên cho nên thần huyết như vậy quả thực là siêu cấp khủng bố vài ngày tiếp theo mỗi ngày đều có một giọt thần huyết rơi xuống hóa thành huyết vụ bao lấy cơ thể của sở phong khiến cho hắn kêu rền không ngừng, cắn răng chịu đựng thống khổ. Trong âm thanh xoẹt xoẹt, chính là âm khí tỏa ra từ trong máu thịt. Âm khí tỏa ra từ trong xương tủy cùng lục phủ ngũ tạng đều không ngừng bị đốt cháy, cảnh tượng đáng sợ đến kinh người. Ta thực sự là quỷ ư, làm sao cơ thể lại chứa nhiều âm khí đến thế? Căng luyện hóa về sau, ngay cả bản thân sở phong cũng hoài nghi. Bởi lẽ từ khi trở thành dương hồn, cảm giác và nhục thân của hắn cứ như hai người khác nhau vậy, thân thể vô cùng lạnh lẽo và âm trầm. Hiện tại hắn dùng thần huyết chu tước để bồi bổ nhục thân, thực sự không khác gì so với đốt cháy máu thịt, rèn luyện xương tủy cùng lục phủ ngũ tạng, tiến hành loại bỏ âm khí. Đây cũng không phải là toàn bộ, hắn còn có dịch giọt thần dược nữa. Đây là một khâu quan trọng giúp đề cao thực lực của nhục thân nếu không thì hắn cũng không có nắm chắc đạt thành quả trong vẹn vẹn mấy ngày. Đây trên đại thần dược mang theo năng lượng dương san, mạnh hơn vũ trụ âm gian không biết bao nhiêu lần, hiệu quả vô cùng kinh người. Dịch tích thần dược, đây là thứ chứa tinh hoa của mỗi gốc thần dược. Hơn nữa đây còn là thần dược chủ tước. Sau khi dung nhập vào trong nhục thể của sở phong, liền từng bước xua đuổi âm khí, đồng thời cũng tầm bổ tinh thần và thể xác cho hắn khiến sức mạnh của nhục thân được thăng cao. Khắp nơi trên người đều phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Sở phong trong này vận chuyển hô hấp pháp, sau đó lại vận chuyển lôi âm hô hấp pháp, hấp thụ tinh hoa của thần dược. Nơi này có trường vực do chính tay hắn bố trí. Dựa vào thực lực của đại tông sư, tuyệt đối không cần lo lắng bị người ta thăm dò. Sau bốn ngày bốn đêm, sở phong cuối cùng cũng xuất quan trong mắt mang theo phủ văn. Nhục thân dường như đã gắn tiền với vũ trụ này, giống như có một đầu dây xích trật tự đã giao hòa cùng với hắn. Vụt một cái, các loại dị tượng lập tức bị thu vào, sợ phong mở cửa động phủ đi ra ngoài. Mấy ngày nay, vòng xoáy trong thần điện của đại mộng tịnh thổ cũng đã khép lại. Rất nhiều lão quái vật của các tộc đều đã tới, còn có khá nhiều người của các bình đài lớn tranh nhau đưa tin về kết quả cuối cùng một ngày này quả thật là phong vần khuấy động, cả thế gian đều chú ý. Trong tình hải vũ trụ, các tộc đều nín thở theo dõi vương giả cuối cùng rơi vào gia tộc nào. Sở phong thong trong bình ổn xuất quan, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, yên lặng, đứng ở ngoài động phủ. Vùng tịnh thổ này, nơi nơi đều mịt mù linh khí. Một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ những đỉnh núi tú lệ. Ngay cả nham thạch xung quanh đều sáng bóng trong không khí đều là hương thơm hoa cỏ thoảng qua. Con đường nhỏ trải đầy đá cuội, mang theo hơi thở vô cùng thanh tân và tự nhiên. Thẳng đến trước động phủ, bên cạnh còn rất nhiều những cây cổ thụ kỳ lạ, cành lá óng ánh, hoa cỏ thi nhau khỏe sắc. Đây đều là những cây quý có thể khiến cho phàm nhân bước lên con đường tiến hóa. Sở phong hít sông một hơi, không khí trong lành lập tức tràn vào phổi quả thực là thần thanh khí sảng. Vùng đất này không hề có người làm phiền hắn, an tĩnh vô cùng. Thế nhưng bằng nhãn lực siêu việt của mình, thì hắn vẫn có thể nghe được một chút âm thanh ồn ào nhào nhào phía xa. Rất nhiều người tới, bình đài hắc huyết, bình đài nguyên thú đều đến cả. Ngoài cho còn có chủng tộc của với thứ hạng đầu tiên. Ngày hôm nay có khả năng là ngày vòng xoáy khép lại đấy. Sở phong kinh ngạc lập tức hiểu ra tại sao phía trước lại náo nhiệt đến như vậy. Có thể lường trước được trong đại mộng tịnh thổ, khẳng định khách khứa như mây, người đông nghìn nghịt đều là thiên tài và người nổi tiếng của các nơi. Ngày hôm nay, nhất định sẽ có sự kiện lớn xảy ra. Toàn vũ trụ đều đang chăm chú theo dõi. Sở phong bước ra khỏi khu vực động phủ, đi trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội, đi qua trường trúc xanh mướt, lắng nghe tiếng nước róc rách trên đường cảm giác toàn thân bỗng nhẹ nhàng hẳn lên. Người bình thường nào có trải nghiệm cảm giác khủng bố của hắn, chỉ có chân chính chạm đến bên trong sở phong thì mới biết được. Thiêu niên xinh đẹp chỉ 14-15 tuổi này đến tột cùng là kinh người cỡ nào. Người bình thường nào có trải nghiệm cảm giác khủng bố của hắn, chỉ có chân chính chạm đến bên trong sở phong thì mới biết được. Thiêu niên xinh đẹp chỉ 14-15 tuổi này đến tột cùng là kinh người cỡ nào. Lúc này sở phong đã điều trị xong nhục thân Tuy chẳng không đạt được đến trình độ Mà bản thân hài lòng nhất Thế nhưng trình độ hiện tại Cũng đã đủ để gánh chịu hồn quang cường đại của hắn Một vách đá sừng sững Nằm ở phía trước Màu tím óng ánh Thủy khí chảy xuôi Dưới vách đá có một cái đầm sâu Đang tỏa ra từng luồng hơi thở đại đạo Ngoài ra còn lấp lé phủ văn Sở phong kinh ngạc thầm nghĩ đại mộng tình thổ này quả nhìn không đơn giản. Mỗi cảnh vật tùy tiện đều ẩn trước trật tự phủ văn mà các bậc tiền bối hiện tại lưu lại. Sở phong yên lặng đứng ở nơi này, chậm rãi thể ngộ. Sau đó đầm sâu liền dẫn đến dao động, bọt nước cuồn cuộn hiện lên các loại ký hiệu. Lực lượng pháp tắc cũng lập tức tràn ngập. Chủ yếu là bởi vì hồn quang hiện giờ của sở phong quá mạnh, tinh thần lực bàng bạc gần như đã chạm đến lĩnh vực á thánh tất nhiên có thể cảm giác được dị thương ở chỗ này lúc này đang không có người bởi vậy hắn liền trực tiếp tra xét thân thể phát sáng huyết khí cuồn cuộn cả người giống như một chân long ngủ say đã thức tỉnh cường đại đến đáng sợ đứng ở nơi đây hồn quang của sở phong giao hòa với trật tự ngoại giới ở ngoài cơ thể hắn giống như có vô vàn đoạn thần điệu đan vào nhau đây chính là trật tự Hóa thành vật hữu hình Từ trong hư không tràn ra mà tới Sau đó đan xen với hắn Muốn trở thành á thánh Thì đây chính là bước đầu tiên Chỉ có điều sở phong cũng không lập tức Vượt qua ải Dù sao thì hắn cũng vừa mới trở lại vũ trụ âm gian Còn cần thêm thời gian Để củng cố lại một phen Khiến cơ thể đạt được trạng thái mạnh mẽ nhất Đây mới chỉ qua có bốn ngày Nếu vượt ải thì không khỏi có chút hấp tấp. Ngộ đạo bích. Sở phong lập tức rõ ràng, đây chính là một nơi ngộ đạo. Cảm ngộ của các bậc tiền bối hiền tài đã khóa thành trật tự, được cô động và khắc lại dưới thủy đàm cùng thạch bích, cung cấp tài liệu lĩnh hội cho con cháu đời sau. Bởi vì tinh thần được của bản thân quá mạnh mẽ, nên đã trực tiếp chạm đến được. Trong lúc nhất thời, đã dẫn đến rất nhiều trật tự thần niệm rơi xuống dưới từ trong hư không, khiến cho hắn giống như nhện thần đang răng lưới. Yên lặng trải nghiệm một lúc lâu, Sợ Phong cảm thấy điều này rất có ích cho việc đột phá đỉnh vực á thánh của hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Sau khi hắn tiêu hao cảm ngộ ở nơi này, liền nội liễm lần nữa, bình tĩnh rời đi. Sâu bên trong đại mộng tịnh thổ quả thực rất náo nhiệt. Ngày thường thì khu vực quan trọng như thần điện tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng hôm nay lại triệt để mở rộng cửa, cho phép người đưa tin để đảm bảo tính công bằng minh bạch. Sợ mấy vị thiên tài trong thần điện xảy ra sự cố gì, bọn họ gánh vác trách nhiệm không nổi. Sở phòng đến rồi, trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Không ít người đều là thiên tài, nhận được thiệp mời màu vàng của đại mộng tịnh thổ mà đến. Hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh bọn họ chết đi ở một thế giới khác sau đó trở lại vũ trụ này nhưng những chuyện đã xảy ra ở thế giới kia quả thực không tài nào nhớ nổi rất nhanh đã có người phát hiện ra sở phong lập tức đòn đả chào hỏi mau nhìn mau nhìn ngồi luân hồi xuất quan rồi thực là nhanh tại sao mới có mấy ngày đã đi ra rồi người khác đều biết quan nửa năm trở lên đấy chẳng lẽ hắn đã điều trị tốt nhục thân rồi sao ngô huynh một người thanh niên mặc áo giáp màu vàng bước đến tên gọi là Lý Húc, xếp hạng trong khoảng 20-30 của nhân tài thế hệ vũ trụ. Ồ, người trẻ tuổi thật là không tệ, nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Cũng có mấy lão bối lên tiếng thăm hỏi hắn. Sở phong đều đáp lại, thăm hỏi lại mọi người. Một tiếng cười giống như vịt bị bóp cổ vang lên. Hắc tiền ngạ Âu Dương Phong cõng cái mai rùa đen trên lưng, nhanh chóng sống đến nói, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Rất dễ để nhận ra sự xuất hiện của sở phong ở nơi này đã dẫn đến sự chú ý của mọi người. Mặc dù có vài người nhận ra hắn chẳng phải nhân vật chính của lần này, không phải là vương giả chân chính còn chưa trở lại. Tuy nhiên cũng không ít người xông đến, nhất là người của các bình đài đều nhao nhao đến để đưa tin. Tất nhiên bình đài hắc huyết sẽ không đem thiết bị thiền nhãn tốt nhất dành cho sở phong. Bọn họ vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh của thần điện bởi nơi đó mới chân chính là chiến trường của bọn họ là tin tức đặc biệt cần thu thập vây quanh sở phong cũng có không ít người trong đó có nhân tài kiệt xuất của các tộc ví dụ như nguyên thế thành nguyên viện cũng đều xuất hiện nhưng bọn họ đã sớm quên những chuyện đã xảy ra trong thế giới kia vẫn ôn hoàn nói chuyện với sở phong sau đó sở phong liền nhìn thấy ánh vô địch Hắn thiếu chút nữa đã gọi thêm hai tiếng em vợ Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống Bởi lẽ hắn chợt bừng tỉnh Rằng ký ức của người ta e là đã bị xóa sạch bách rồi Sau khi anh vô địch trông thấy hắn Vốn đã muốn tươi cười chào hỏi Nhưng không hiểu tại sao y lại có tầm tình khác Sắc mặt không tự chủ liền đen lại Không cho sở phong sắc mặt tốt đẹp gì Không cho hắn mặt mũi Đậu xanh Sở phong thực sự là cạn lời luôn Muốn xong quạt đánh cho im một trận Cái tên tỷ khống này rốt cuộc quan niệm lớn cỡ nào Đều đã trở lại vũ trụ âm gian Ký ức của vùng đất loạn lạc Cũng đã quên hết Vậy mà vẫn dựa vào bản năng Hay nhìn thấy hắn là đen mặt Đây gọi là chuyện gì đấy Anh Huỳnh Người không thoải mái sao Mặt sao lại đen rồi Quyền Thế Thành lấy làm lạ mà hỏi Không sao Dạo này tâm trạng của ta rất tốt Chỉ là không có biết chuyện gì trong lòng có chút phiền não. Bản thân anh vô địch cũng không hiểu nổi chính mình. Sau đó, lại thấy sở phong đứng đối diện mình đang nở nụ cười với y. Trong nháy mắt, liền biết ngọn nguồn của phiền não, sắc mặt lại càng ngày càng đen. Ai ui, cái tên vô lượng thiền tôn di đà Phật này. Sở phong tức đến không thở nổi. Ông em vợ này của hắn quả nhìn thiếu đòn. Chẳng lẽ trong lòng của y có ác cảm với hắn như vậy à? nhìn xem cái gương mặt của Y đi, sao lại càng ngày càng có xu hướng đen xuống rồi chứ? Lúc này không ít người đã chú ý đến chỗ này. Anh hiểu hiểu hoạt bát đầy sức sống xuất hiện, mái tóc màu bạc rủ xuống tận thắt lưng, đôi mắt to tròn trong veo, lông mi vừa dài vừa cong không ngừng chớp động, bộ dáng thanh đợi vô cùng. Cô nhóc vừa nhìn đã trông thấy sở phong ngẩn ra một lát, sau đó không hiểu ra sao lại thốt lên một câu: Anh dễ. Sẽ một tiếng thanh thúy cứ như thế mà vang vọng toàn trương đều im phăng phắc ai nấy đều ghé mắt trông qua phía này kinh ngạc đến há mồm này cô nhóc kia vừa gọi cái gì ấy nhỉ phải biết rằng lai lịch của tiểu lù lì này rất hiền hách là muội muội của anh vô địch là tiểu công chúa của á tiền tộc là em út của mỹ nhân đứng thứ ba vũ trụ ánh trích tiên mà cô nhóc này gọi người khác là anh rể có ý tứ gì không phải đã quá rõ ràng rồi ư ừ trong lúc nhất thời rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều hóa đá tuyệt đối không thể tiếp nhận không phải anh trích tiên vẫn chưa có đạo lữ sao hơn nữa chưa bao giờ vướng vào xì căng đan à chuyện gì vậy tại sao ta lại cảm thấy hắn rất thân thiết cứ muốn gọi hắn như thế nhỉ ánh hiểu hiểu lẩm bẩm lúc này sở phong thực sự đã xúc động một niềm sung sướng nho nhỏ cùng an ủi le lói hiện lên anh vô địch luôn cho hắn sắc mặt đen xuống giống như hắn nợ y hai trăm vạn. Còn cô em vợ nhỏ kia, hãy gặp hắn là sẽ gọi thân thiết như thế. Quả nhiên là không thể quên triệt để hắn, ký ức không hoàn toàn bị xóa bỏ. Sắc mặt của ông sường phòng thì như nhìn thấy quỷ. Nó nhìn ra ánh hiểu hiểu, chính là đang gọi sở phong. Bởi vì hắn đứng bên cạnh sở phong, từ góc độ này nhìn qua, chính là rõ ràng và chân thực nhất anh rể tiểu đồ lì tóc bạc nhanh chóng chạy qua mặt tỏ chớp chớp dựa vào bản năng mà hành động nhóc có cảm giác bản thân đã quên mất thứ gì rất quan trọng muốn nhớ lại vì vậy cô nhóc bèn bỏ mặc lý trí của chính mình cứ như thế chạy qua giữ chặt tay áo của sở phong giờ phút này tất cả mọi người đều rõ mồn một, một nghi phạm ngay tức thì đều cứng họng đây rốt cuộc là tình huống gì ngô tuân hồi trở thành con rể của ánh gia tới lúc nào trong nháy mắt, rất nhiều thanh niên đều nghe được tiếng trái tim vỡ nát của chính mình. Quá đau lòng, quá khủng bố. Mình nhận để tạm vũ trụ, lại có đạo lữ sao? Lúc này khuôn mặt đen của anh vô địch lại cũng không đen thêm được nữa. Phòng trưng cũng sắp nhỏ ra nước rồi. Mà Nguyên Thế Thành cùng Nguyên Viện đứng bên cạnh cũng đều nhìn đến ngây người. Rất muốn hỏi y rút cuộc là có chuyện gì? Anh vô địch cuối cùng cũng biết chính xác căn nguyên của sự phiền não trong lòng chính là bắt nguồn từ Ngô Luân Hồi. Mụi mụi của Y sao lại gọi tên đó là anh rể? Y giận đến nỗi không kìm được. Đồng thời Âu Dương Phong cũng trừng ra khuôn mặt táo bón, trợn mắt há miệng nhìn về Sở Phong cùng Tiểu Lưu Ly tóc bạc, đồng thời cũng tìm kiếm bóng dáng của anh trích tiên trong biển người. Cóc Âu Dương cảm khái trong lòng, cho rằng tên khốn kiếp Sở Phong này thực sự có một chân trong chuyện này. Không có khả năng. Ngô Luân Hồi và anh Trích tiền không hề giao hảo tụ tập bao giờ. Làm sao lại trở thành đạo lựa của nàng nữa? Có người hồ lên, không thể tiếp thu sự thật tan khốc này. Đúng thế à? Bọn họ làm sao có khả năng? Tiểu tiên tử không phải là nhớ lầm rồi chứ. Tộc các người không có bất cứ quan hệ gì với hắn đâu. Một số người đều lên tiếng, cho rằng chuyện này chính là trò đùa dai của trẻ con. Thế nhưng anh hiểu hiểu, lại đang nghiêng đầu dáng vẻ khổ sở suy nghĩ Đầu não cực kỳ mà đáp lại Thực sự đó Ta rõ ràng cảm thấy hắn chính là anh rể của ta Rất là thân thiết Nhưng tại sao không nhớ ra nhỉ Âu Dương Phong ở bên cạnh Nghe vậy liền ló đầu ra nhìn Cái cầu dài khẽ đong đưa Nhắc nhở nói Có phải là chuyện xảy ra ở một thế giới khác không Đúng thế Ta cảm giác đây chính là sự tình xảy ra Ở thế giới khác Anh hiểu hiểu nhất thời tỉnh ngộ hai mắt phát sáng mà quay lại gọi anh trẻ, anh có nhớ không anh vô địch ở bên cạnh bỗng dừng lấy tay che ngực cảm giác đau lòng cực kỳ dưới chân không vững lảo đảo lùi lại mấy bước khuôn mặt đen của y sắp phát ra màu đen rồi một số thanh niên gần đó mặt mũi ai đấy đều dám ngoét đà kích này không cần phải nói quá lớn tim chịu không nổi tin tức quan trọng tin tức mới đầu tiên trong ngày hôm nay giữa anh trích tiên vào ngô tuân hồi truyền ra xịt căng đan không rõ thật giả kết thành đạo lự ở trong dị thế giới bình đài nguyên thú phát ra tin tức này đầu tiên trong nháy mắt dẫn đến oanh động của các tình cầu sinh mệnh lớn song to do lớn bạo khởi mà mấy bình đài còn lại như bình đài hắc huyết lập tức cảm thấy rất hối hận trước đó sao lại không coi trọng ngô tuân hồi nhiều một chút thiếu sự quan tâm đến hắn Đến lúc này mới cuống cuồng tranh thủ thời gian bổ sung vào, tiến hành khuếch đại tin tức. Kinh ngạc đến trợn mắt, công chúa của tiên tộc xuất giá, kết thành đạo nữ gần trăm năm với người khác ở dị giới. Bình đài hắc huyết vì muốn hấp dẫn sự quan tâm của mọi người mà khoa trương đưa tin. Cứ như vậy trong chốc lát, khắp nơi trong tinh hải vũ trụ đều không thể bình tĩnh, nơi nơi đều sôi nổi thảo luận, rất nhiều thanh niên đang gào thét không muốn tin. Mà bên trong đại mộng tịnh thổ Tiểu đạo sĩ cũng sao động Hoàn toàn không an phận Mẹ nhỏ kia cũng thực độc đấy Ai tiên tộc là một trong những tộc mạnh mẽ nhất vũ trụ Không thể chọc vào Ngộ nhớ Cầu bất não cha của ta vào cửa làm con rể Tin đương ta chẳng phải sẽ ăn cơm trước kẻng hả Sau khi ta chào đời Nhất định sẽ xui xẻo Nương tiến lên chiếm cứ nào Cái tên quái thai tiểu đạo sĩ này Bình thường nên sớm ra đời từ lâu nhưng gã lại luôn bình trần điều vải trong bụng của mẹ hắn. Căn bản không có chuyện đó, các người đừng có nói bậy, không cần đưa tin lung tung ảnh hưởng đến sự trong sạch của công chúa Á tiên tộc. Trong đại mộng tịnh thổ, một vị lão giả Á tiên tộc đứng lên nói, khuôn mặt đen như đáy nổi, có thể nói không hề thua kém ánh vô địch là bao. Lão đang cật lực giải thích, đồng thời cũng cảnh cáo uy hiếp mấy bình đại lớn. Lúc này anh trích tiên xuất hiện tiến lại nơi này như chúng tình phùng nguyệt được mọi người bao vây kỳ ảo xuất trần xương trắng vây quanh phòng thái phải gọi là tuyệt mỹ anh tiên tử không biết còn nhớ những chuyện ở dị giới không phải chăng có quan hệ thân mật nào đó với ngô tuân hồi một người bình luận của bình đài hắc huyết lớn mặt lên tiếng quả nhiên là gan to bằng trời cứ như thế tiền phát sóng phỏng vấn trực tiếp cách đó không xa tần lạc âm cũng đã lộ diện cước bộ nhẹ nhàng thướt tha, phòng hòa tuyệt thế đi đến chỗ này. Hai nữ tử đều bị người người bao quanh, giống như chúng tình phủng nguyệt vậy. Một người khí chất không tình xuất trần, toàn thân bạch y thánh khiết, không điểm khói lửa nhân gian, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt như thu thủy, quả thực không khác nào tiên tử trên cùng trăng hạ phàm, siêu nhiên trần thế. Một người khác thì lại có phòng thái, nữ thần, y phục ngũ sắc rực rỡ, ung dùng hoa quý, phong tư tuyệt thế, mặt đẹp thầm thúy, đôi môi đỏ căng mọng, răng trắng như ngọc, thực sự là mười phần khí chất. Nương à, tiến lên nào, tình trường như chiến trường, chém giết vào đó thôi, cho dù nàng ta là mẹ hai cũng không thể nhượng bộ được. Tiểu đạo sĩ đánh trống reo hò, bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trên thực tế, sau khi tần lạc âm quay trở về, thì căn bản không để ý đến nó. Chuyện này làm gã rất là bất đắc dĩ. Mặc cho gã lại nhảy không biết bao nhiêu đời Thì tần lạc âm vẫn từ chối cho ý kiến Tiểu đạo sĩ luôn cần nhắc Có nên lợi dụng thủ đoạn của bản thân hay không Truyền thụ ký ức cho nương hắn Để nàng ngộ ra được cái gọi là Đại triệt đại ngộ Tỷ, tỷ đến rồi Mau lại xem hắn có phải anh rể của ta hay không Tiểu lưu ly tóc bạc chớp chớp Đôi mắt to tròn Vui sướng trao lên Cô nhóc có lực sát thường hơn tiểu đạo sĩ nhiều lắm bởi vì người xung quanh đều có thể nghe thấy những gì cô nhóc nói. Giờ các này, ánh vô địch quả thực, có ý muốn bóp chết mỗi muội nhà mình. Cường mặt đen xì đến phát quang. Ngay cả vị trưởng lão kia của Á Tiên Tộc cũng dẫn đến muốn đánh cho tiểu gia hỏa kia một trận, làm loạn đến thế còn chưa đủ hả? Về phần xung quanh, tâm hồn một đám thành niên đều vỡ vụn. Những lời của tiểu nha đầu kia đáng tin sao? anh trích tiên không nhìn người của bình đài hắc huyết mà đi thẳng đến vị trí cách sở phong không xa mà cách bình đài lại vô cùng chú ý loại tin tức này bọn họ càng thêm dây dưa được voi đòi tiên à quá tốt rồi mình nhận hạng ba của tinh không có đạo nữ. lần này ít đi một đối thủ cạnh tranh hiện tại người vui vẻ nhất chính là một số nữ tử trẻ tuổi các nàng nhất trút được gánh nặng tất nhiên các nàng có đủ tư cách này bởi lẽ bản thân đều là mỹ nhân đỉnh cấp của các tộc. Cũng có một số mỹ nhân không cam lòng, nhẹ giọng nói. Dựa vào cái gì, anh trích tiền lớn hơn cô Tuân Hồi, ít nhất cũng phải 10 tuổi. Ta mới có 16, ta mới là người xứng đổi với hắn. Ta ủng hộ ngươi, tiến lên tranh giành đi. Một thiếu nữ bên cạnh nghe vậy, liền đổi hứng trêu chọc. Một đám mỹ nhân đều hí hí ha ha, ngược lại náo nhiệt vô cùng. Rất nhanh bọn họ đều phát hiện có gì đó không đúng. Tần lạc âm cũng đi tới, giống với anh Trích Tiên, chọn một vị trí cách sở phòng không xa. Hơn được ai trông thấy tình cảnh này cũng đều cảm thấy có chuyện bất thường. Trong nháy mắt, con người tiền liên tưởng đến ý nghĩ điên cuồng. Lẽ là bọn họ chính là quan hệ tay ba? Âu Dương Phong dường lên cái cổ thiên ngà đen. Tuy dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trong mắt loạn chuyển, Cuối cùng điên quả quyết lên tiếng Ờ à, hai vị nữ thần Các người không cần phải nói cái gì nữa đâu Trực tiếp khai chiến đi Ta dẫm, ta dẫm, này thì ta dẫm Một đám người xung quanh Trong phút chốc đều trưng to mắt Đây là tình huống gì đây Ngữ khí của con trai quân đà cổ thánh Có chút cổ quái Trong này át có sự tình gì rồi Hơn nữa còn vô cùng kinh người đấy Đây chính là tin tức giật gần Có ẩn tình bên trong Sự vào phản đang được tôi luyện bao nhiêu năm qua các vị phóng viên lão đàng của bình đài nguyên thú cùng các bình đài hắc huyết lập tức đều ý thức được có thể đào bới một số chuyện riêng tư từ chỗ này. Sau đó bọn họ cứ như cá mập người thấy mùi máu, lũ lượt ùn ùn qua đây để phát trực tiếp cùng phỏng vấn. Vài lão bà của đại mộng tịnh thổ quả nhiên đã tiến đến mang tần lạc âm đi. Bởi lẽ mí mắt bọn họ đều đang giật giật, nên cảm được tình huống không đúng, bèn cấp tốc phản ứng theo mấy người quan sát Thì á tiền tộc hôm nay Quả thực cũng rất chật vật Nhưng như không kịp thời ngăn tổn hại Thì chỉ sợ thực sự sẽ lượm được Một người con rể hời đến cửa Nam mộng tịnh thổ muốn chọn ra Cường giả mạnh nhất trong số đó Người trải qua lịch luyện đi ra sau cùng Chính là cường giả đệ nhất Trong thế hệ đồng lứa Sẽ có đại tạo hóa Cho nên lúc này bọn họ không muốn Để tần lạc âm vững vào chuyện quan hệ mập mờ với sở phong hay cũng là ngô luân hồi cũng trong lúc đó trường lão của á tiên tộc cũng đen mặt kéo tiểu lô lì tóc bạc đi dạy dỗ cô nhóc không được nói lung tung ngoài ra cũng truyền âm kêu ánh trích tiên rời đi nhưng mà tin tức vẫn bị truyền ra ngoài về phần á tiên tộc cách nói của các nơi trong vũ trụ đều không giống nhau có người nói ngô luân hồi có huyết thống nhân vương từng bất phân thắng bại với sở phong cũng còn là một thế hệ anh tuấn tài hoa đều để xứng với anh Trích Tiên Nhưng cũng có người cười nhạo Nói anh Trích Tiên thân đảm Mỹ nhân đệ tam của vũ trụ Vậy mà lại có quan hệ không rõ ràng Với sở phong Còn cùng nhau kết thành đạo lữ nơi dị giới Không hề nghi ngờ Chuyện này hẳn là có người trợ giúp Chế nhạo A tiền tộc Lần này bọn họ sẽ rất thề thảm Số đặc biệt số đặc biệt Thảm án thứ nhất ra lò Đối với A tiền tộc mà nói Nữ tử bằng thành ngọc khiết lại có thể tự mình kết thành đạo nữ với người ta liên quan đến danh tiếng ảnh hưởng không tốt rất thảm bình đại hắc huyết lớn tiếng quả trường tin tức bọn họ quả thực có dũng khí không sợ sự ảnh hưởng cảnh cáo của án tiền tộc sau đó một vài người có tâm bắt đầu truyền bá tuyên dương chuyện này trên địa cầu đám người đại hắc ngưu lão lư và chu toàn đều cười lạnh bọn họ đều mang theo bộ phận ký ức trở lại chỉ có thể nói sức mạnh của yêu tổ chi đỉnh quá nghịch thiên. Bọn họ ít nhiều cũng có một số chuyện biết được. Từ góc độ của bọn họ mà xem thì e rằng không lâu nữa sẽ có vài tộc rơi vào thảm cảnh. Đến lúc đó quá nửa là muốn hầm mộ á tiên tộc. Á tiên tộc làm ra phản ứng đầu tiên bác bỏ những tin lá cải kia rằng công chúa á tiên tộc cùng ngô tuần hồi không có quan hệ gì. Ai dám nói xấu nàng cũng đồng nghĩa với muốn khải chiến với á tiên tộc. Nhì à, á à. à, tiền tộc thực sự sĩ diện. Đến khi biết được sự lợi hại của Ngô Luân Hồi, thời điểm hối hận không biết có tranh đoạt con rể với đại mộng tịnh thổ hay không đây. Lão Lư nhe rằng nói, theo bọn họ nghĩ thì cái gọi là vương giả trở về có khả năng cao sẽ biến thành đại hội tranh giành xem ai càng thảm hơn. Đến lúc giá trị của Ngô Luân Hồi được thể hiện ra, e rằng khắp nơi đều chấn kinh đại mộng tịnh thổ cuối cùng cũng yên ổn không ít vòng xoáy không gian trong thần điện đang mạnh mẽ chuyển động từ sau khi ngô luân hồi trở về thì mấy ngày này đều có hiện tượng như thế rất quỷ dị hiện tại tất cả mọi người đều đang mong chờ những người cuối cùng quay trở về đến ta cảm thấy đến rồi phía sau vòng xoáy có hồn quang cường đại đang rung động đang trùng kích chắc là có người muốn trở về rồi đây mấy lão quái vật của đại mộng tịnh thổ cuối cùng cũng thở phào một hơi, than lòng một chút. Mấy ngày nay bọn lão đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng mấy người cuối cùng không thể về được. <laughs> lão giả thi tộc cười lớn, đồng thời trường lão của Hoàng Kim Thiền Chủ tộc, Bạch Phụng tộc cũng đưa tay vuốt râu. Trên mặt là nụ cười hòa ái, trông thì có vẻ thanh thản, bàng quang, nhưng thực chất lại vô cùng hưởng thụ, sự cưỡng bộ cùng ghen ghét của những tộc khác cho dù là thuận theo tự nhiên như đạo tộc hay xuất thế như Phật tộc, thì đội ngũ của hai tộc này cũng nhếch miệng cười, chờ đợi thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc mình quay trở về. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.